hân hoan chào đón quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể các đồng chí hội viên hội truyền thống Hậu cần Hải quân có mặt ngày hôm nay. Thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể các đồng chí, hôm nay trong niềm vui phấn khởi, các đồng chí hội viên hội truyền thống sở 37 năm Hậu cần Hải quân lại có dịp tề tựu về đây ôn lại những kỷ niệm xưa, một thời đã làm việc cùng mong cho mái ấm gia đình sở quan Hải quân. Rất vinh dự cho câu lạc bộ quân điểm chúng tôi hôm nay được mang lời ca tâm huyết của mình về đây phục vụ hội nghị. Lời đầu tiên, thay mặt cho anh chị em trong câu lạc bộ quân điểm, thay mặt xin được gửi tới quý vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Chúc hội nghị diễn ra thành công tốt đẹp.
纪念，当知爱繁花明白大江西，空空恨纵洒千江索，盼望连麦大美东归，những người con bất tử của quê hương đồng chí。Vượt trường sơn bằng đôi chân không mỏi, cơm muối rau rừng ta nhớ mãi bên nhau. Tự hào hôm nay ta là tiểu chiến binh, tự hào hôm nay ta là tiểu chiến binh Việt Nam quang vinh. Đồng chí ơi, là tiểu chiến binh anh trướng em sâu, vẫn sống bên nhau.Đồng đội xưa vượt trường sơn bằng đôi chân không mỏi, cơm muối rau rừng ta nhớ mãi bên nhau. Tự hào hôm nay ta là tiểu chiến binh, tự hào hôm nay ta là tiểu chiến binh Việt Nam.Cảm ơn đoàn Hương Biển đã đem những cái bài hát ca khúc hát rất hay và ý nghĩa đến với hội nghị chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn. Kính thưa các bác, kính thưa các đồng chí đại biểu, thưa toàn thể các đồng chí, hôm nay Ban Liên lạc Truyền thống Xưởng May mùng 7 tháng 5 tổ chức gặp mặt nghĩa tình đồng đội kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Xưởng May mùng 7 tháng 5 Cục Hậu cần Hải quânVà 15 năm ngày thành lập Hội Truyền thống Xưởng May mùng 7 tháng 5. Tôi xin gửi đến các bác, các anh, chị em và gia đình lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, các chúc buổi gặp mặt thành công tốt đẹp. Về dự buổi gặp mặt hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu bác Vũ Nghĩa, nguyên là Cục Phó Bí Thư Đảng ủy Cục Hậu cần Hải quânBác Vũ Văn Mạc, nguyên Cục trưởng Bí Thư Đảng ủy Cục Hậu cần Hải quân. Bác Ngô Xuân Điểm, nguyên Cục Phó Cục Hậu cần Hải quân. Và đồng chí Vũ Dương, Cục Phó Cục Hậu cần Hải quân. Đồng chí Đỗ Tấn Hồng, Cục Phó Cục Hậu cần Hải quân.Gặp đồng chí Hà Văn Hà, Cục Phó Cục Hậu cần Hải quân. Và đồng chí Sơn là vừa rồi có tới dự và có cái việc rất khẩn cấp đột xuất nên là đồng chí về. Và cũng xin trân trọng giới thiệu đồng chí Trần Quốc Việt, nguyên trưởng phòng quân nhu, cũng là hội viên Hội Truyền thống Xưởng May mùng 7 tháng 5. Và đồng chí HuấnNguyên là Giám đốc Xưởng May 2 thành phố Hồ Chí Minh. Và có đồng chí Bằng, nguyên là Phó Chủ nhiệm Chính trị Viện Y học Hải quân, nguyên là Chính trị viên Xưởng May 17 tháng 5. Và đồng chí Nguyễn Thiết Điệp, Giám đốc Xưởng May 17 tháng 5 cũng về dự chúng ta. Về phía hội xin giới thiệu bácPhạm Xuân Thiêm, nguyên Giám đốc Xưởng May mùng 7 tháng 5 và cũng là Giám đốc đầu tiên từ khi thành lập Xưởng May mùng 7 tháng 5. Và cũng là nguyên trưởng ban cái thành lập Hội Tình Nghĩa Xưởng May mùng 7 tháng 5 chúng ta. Đấy là từ năm 2018. Và đồng chí Cao Xuân Hơn, nguyên là chính trị viên Xưởng May mùng 7 tháng 5.Và hiện nay thì cũng là hội viên của Xưởng May của chúng ta. Và buổi gặp mặt hôm nay có cơ bản đông đủ các hội viên về dự và cũng rất là cảm động. Đồng chí Nguyễn Thị Hoa,
từ Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh cũng bay ra dự đề nghị chúng ta thành lập thôi. Kính thưa các bác, các chú, rất vinh dự, sửa may mùng 7 tháng 5 có một nắng hoa thứ 8 để đến chúc mừng và hội nghị chúng ta, xin chúng ta cho một tràng này. Cùng toàn thể hội viên thì hôm nay cũng ngước qua một tí sau đây cách đây 40 năm tiền thân của bắt đầu chỉ là một bộ phận quân trang cùng với trạm chí biến phòng quân ương, nhiệm vụ chính lúc đó là chuyên sửa chữa quần áo và may cái vỏ mũ quấn vành thay thế và nhuộm quân phục chiến lợi phẩm của chế độ Ngụy để làm bảo hộ lao động. Xuất phát từ đó, ngày 8 tháng 11 năm 1985, từ đó đơn vị tư lệnh Hải quân cũng đã ra quyết định số 152BV31 về thành lập đội bay quân trang trực thuộc phòng quân nhu, phòng quân trang cục hậu cần, có nhiệm vụ đo may quân trang từ cấp 8 từ Đà Nẵng trở ra. Cục hậu cần đã chỉ đạo phòng quân trang nhanh chóng ổn định tổ chức đi đôi với huấn luyện, nâng cao, xây dựng, chỉ huy và chủ động đào tạo chuyên môn, nâng cao tay nghề cho đội ngũ đo may để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đúng vào thời điểm đó, toàn quân thực hiện thay đổi mẫu mã quân trang từ cổ tàu chuyển sang quân phục K82. Phòng quân trang kịp thời tổ chức lực lượng cho đi đào tạo thiết kế đo cắt may bộ quân phục K82 trên cửa đông của công ty 20 Bộ Quốc phòng. Sau đó là đi cử đi đào tạo lớp đo tiếp tục tập huấn, tham gia lớp tập huấn kỹ thuật đo cắt may cho toàn quân tại Cục Quân Nhu tổ chức tại trên Xuân Đỉnh, Hà Nội cho các đồng chí là chủ chốt. Sự ra đời của đội may quân trang là một dấu ấn thể hiện sự phát triển lực lượng của quân chủng Hải quân nói chung và ngành quân trang Hải quân nói riêng trong bối cảnh đất nước mới thống nhất bước vào giai đoạn khôi phục và xây dựng đi lên chủ nghĩa xã hội. Sau khi ổn định mọi mặt từ không đến có, đội may tiến hành đi vào hoạt động và đã từng bước phát triển hơn. Sau 2 năm, đội may đó đã không ngừng phấn đấu mạnh mẽ về công tác tổ chức còn gặp nhiều khó khăn. Cùng với khó khăn chung của quân chủng, trong giai đoạn đó, những lực lượng công nhân tay nghề còn yếu, lực lượng công nhân thì ít, khối lượng công việc thì nhiều, trang bị máy móc vật tư còn hạn chế. Nhưng với sự quyết tâm, chỉ huy và anh chị em công nhân của xưởng may đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, được Cục Quân Nhu, Thủ trưởng Cục các cấp đánh giá cao và rất tin tưởng vào trình độ tay nghề của đội ngũ công nhân ngày đó. Căn cứ vào yêu cầu đảm bảo quân trang cho cán bộ chiến sĩ trong quân chủng, theo đề nghị của đồng chí tham mưu trưởng và chủ nhiệm hậu cần, ngày 8 tháng 4 năm 1985, Tư lệnh Hải quân lại ra một quyết định số 346B03 nâng cấp đội đo may quân trang phía Bắc nên là xưởng may mùng 7 tháng 5 Cục Hậu cần Hải quân. Cho đến bây giờ, nhiệm vụ xưởng may là đo cắt may cho cán bộ cấp tá và may quân phục chiến sĩ của quân chủng theo chỉ tiêu của Tổng cục Hậu cần, Quân Nhu và Bộ Quốc phòng. Kính thưa các bác, các đồng chí, những thành tích nổi bật của xưởng may mùng 7 tháng 5 trong giai đoạn đầu, trong 15 năm đầu, xưởng may mùng 7 tháng 5 đã liên tục hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch sản xuất. 9 năm đầu liên tục đạt đơn vị quyết thắng, bên cạnh sản xuất, công tác, dân vận, luôn được cấp ủy chỉ huy xưởng may luôn quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo giải quyết tốt các mối quan hệ quân dân, phối hợp bảo đảm an toàn đơn vị và an toàn trên địa bàn các quân, đã tích cực tham gia đóng góp vào quỹ đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo, như đóng góp xây dựng nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách, nhận phụng dưỡng một mẹ liệt sĩ suốt đời, kết nghĩa với hai đơn vị của phường Đằng Giang,
là trường Lê Hồng Phong và trường Sao Xã 7. Kính thưa các bác các anh, trải qua 40 năm xây dựng và phát triển dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy Chỉ huy Cục Hậu Cần, các phòng ban trong Cục Hậu Cần qua nhiều thế hệ đã giúp đỡ xây dựng các thế hệ cán bộ chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng của trưởng ngoại 17 năm đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, xây nên truyền thống vẻ vang của trưởng ngoại 17 tháng 5 với những thành tích từ năm 1983 đến năm 2013 đạt được. Năm 2005, trưởng ngoại 17 tháng 5 được đón nhận huân chương lao động hạng 3 cho Chủ tịch nước tặng. Năm 2001 đến 2010 được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Năm 2012 được Tổng cục Hậu cần tặng bằng khen. Năm 2013 đón nhận tiếp huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhì và nhiều những cái thành tích của cá nhân cũng như tập thể và các tổ chức quần chúng đã thì cũng không cần nêu lên và chỉ có cái tắt. Còn lại từ 2013 đến nay đến 2023, kết quả thành tích là trưởng may vẫn đang giữ được ổn định và phát triển không ngừng. Kính thưa các đồng chí, những thành tích và kết quả trên mà trưởng may 7 tháng 5 của Hậu cần Hải quân đã đạt được, trước hết là được sự quan tâm lãnh đạo đúng đắn, kịp thời, trực tiếp là Đảng ủy Chỉ huy Cục Hậu cần và sự giám sát sát sao của các cơ quan chức năng, phòng ban trong Cục Hậu cần, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan cụ thể là như các bác, các chú hiện nay đang ngồi ở đây. Đây hôm nay là chỗ bác Nguyễn là người đạo thành nhất, cũng là cũng có mặt đến dự và hiện động viên với anh em chúng tôi. Và phối hợp với lại phòng nghiên cứu của quân nhu Tổng cục Hậu cần và các đơn vị trong và ngoài quân đội, sự giúp đỡ tận tình của cấp ủy chính quyền địa phương và nhân dân nơi trưởng may đóng quân. Thứ hai, đó là sự cống hiến bằng cả công sức, trí tuệ, lẫn mồ hôi, kể cả nước mắt của các thế hệ, các cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng của trưởng may 7 năm qua các thời kỳ. Cụ thể nhất là các hội viên hôm nay đã có mặt ở đây và căn phòng này để ôn lại và nhớ lại kỷ niệm xưa trong thời gian 40 năm trước. Và cũng là một cái thời kỳ khó khăn nhất là thời kỳ nằm ca. Đấy, các ông chí là chúng ta là trưởng may không có điều kiện để trang bị máy móc nên là chỉ được một nửa chỗ công nhân, nhưng công nhân là chúng ta làm 2 ca. Nhưng khi công nhân làm 2 ca thì lực lượng cán bộ kỹ thuật ấy, hầu như là thông cả 2 ca. Đấy, và lúc đó là khó khăn để làm hàng ngoài này, làm cả thông đêm, cho nên cũng rất là vất vả. Đấy là chúng ta ở đây và cũng là cái thời điểm xóa cái bao cấp, chúng ta đưa vào hạch toán, cho nên là lương cán bộ công nhân chúng ta lúc ấy là công nhân chính thức chúng ta là 670 người là gần như nộp hết, là không được thêm tăng lương kế toán. Đấy, cho nên là tự nuôi tự trang trải, nhưng mà cũng cái sáng suốt cho ngồi đây thì cũng có chỗ bắt tiền. Ngày xưa cũng là cùng với lại phòng quân lực, ban quân lực là cũng đưa ra cái phương châm tìm cách để giúp đỡ sự may là gửi quân số một số đồng chí xuống các đơn vị khác để quyết toán để về để san sẻ. Đấy, thế thì cũng là một cái khó khăn nhất là cái thời điểm đó là đơn vị thì tự lo lương, đi các đơn vị khác thì là hành chính, cho nên là cái chảy máu của cán bộ chiến sĩ thợ tay nghề rất là nhiều. Cho nên là cũng có một cái thời kỳ bác cục trưởng bác Mạc đấy bác gọi lên là đấy trên này đấy, như là nó cũng do cái điều kiện kinh tế thôi. Thế nhưng mà rồi cũng là tất cả mọi cái cũng đã được trải qua. Nhất là bộ phận kỹ thuật và chỉ huy thì hầu như chúng ta làm 2 ca liền, nhiều đêm thức trắng để kiểm hàng, để kịp cho tiến độ, nếu không có chúng ta phải. Thì tôi cũng chỉ sơ qua một số cái ôn lại cái 40 năm qua. Kính thưa các bác, các đồng chí, năm tháng trôi đi thấm thoát đến hôm nay đã tròn 40 tuổi. Thế thì trải qua những các thời kỳ đều chúng ta là đến tuổi phải nghỉ hưu, bàn giao lại cho thế hệ trẻ nối tiếp xây dựng cái truyền thống vẻ vang của các thế hệ trước để lại. Năm 2008
nguyên giám đốc xưởng may 7 tháng 5 là bác Phạm Xuân Thiêm đã thành lập cái hội tình nghĩa xưởng may 7 tháng 5, hiện giờ là hội truyền thống xưởng may 7 tháng 5. Đến hôm nay chúng ta là tròn 50 hội viên. Đấy. Về thành lập cái hội này là nhằm thắt chặt và phát huy truyền thống đoàn kết của đơn vị, là nơi gặp gỡ, thăm hỏi, động viên, giúp đỡ lẫn nhau giữa những các thành viên trong hội, đồng thời là cầu nối quan hệ tình cảm giữa hội viên với đơn vị, qua đó tiếp tục tô thắm thêm truyền thống của xưởng may 7 tháng 5, góp phần vào hoàn thành nhiệm vụ của mỗi cá nhân hội viên, trong đó chăm lo xây dựng gia đình, xã hội, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Kính thưa các đồng chí, 15 năm qua, mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn về kinh tế, xã hội, tăng trưởng còn hạn chế, thiên tai, nhất là 2 năm dịch Covid-19 bùng phát, an ninh trật tự, an toàn thực phẩm, tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp. Nhưng hội viên ta vẫn phát huy bản chất anh bộ đội Cụ Hồ, chấp hành tốt đường lối chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước và các quy định của địa phương nơi cư trú. Nhiều hội viên chúng ta tham gia công tác xã hội ở địa phương, góp phần làm ổn định địa bàn. Hội viên chủ động làm kinh tế gia đình, tích cực lao động sản xuất kinh doanh dịch vụ, đảm bảo cuộc sống ổn định và phát triển. Con cháu của hội viên trưởng thành, học tập tốt và công tác. Về hoạt động tình nghĩa thì thường trực ban liên lạc và các tổ đã bám sát quy chế hoạt động, thăm hỏi hội viên ốm đau, thăm viếng gia đình hội viên có người thân qua đời. Hội viên luôn luôn gần gũi giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Tuy nhiên trên địa bàn thì còn rộng, từ những các quận nội thành và các đơn vị, các huyện nội ngoại thành và các tỉnh lân cận, nên có những lúc thăm hỏi chưa kịp thời và số hội viên đều thăm hỏi chưa được đông, còn chỉ tập trung vào những các đồng chí trưởng tổ trưởng và thường trực ban liên lạc. Khi hội viên ốm đau còn ngại báo với các tổ trưởng nên nắm bắt tình hình chưa kịp thời, giao lưu thăm hỏi thường xuyên trong ban liên lạc trong hội viên còn ít, phần vì địa bàn rộng, phần vì bận công việc gia đình cũng như xã hội. Thực hiện nguyên về chị em cuối năm, thực hiện cái buổi họp của năm 2022 vừa qua là năm nay tròn 40 năm cũng như 15 năm sẽ tổ chức cho hội viên đi du lịch. Đấy, thì năm 2003 thì ban chấp hành vừa rồi chúng tôi cũng đã tổ chức cho hội viên chúng ta đi du lịch Sơn La một chuyến. Đấy, nhưng mà tỷ lệ hội viên đi thì vẫn còn chưa được đạt cao, tính đến do cái hoàn cảnh. Đấy là thực hiện theo đúng kèo, làm theo cái quy chế của hội. Và xét thấy là trong cái tình hình kỷ niệm 40 năm, tôi thì nghèo cũng có, thì ban tổ chức cũng thống nhất là sẽ tặng mỗi hội viên một bộ đồng phục, nữ là bộ quần áo dài, nam là cái áo đấy, áo phông. Đấy, cho nên là và cũng như là cái bữa liên hoan hôm nay kỷ niệm 45 năm này thì là cũng sẽ không phải đóng tiền nào. Đấy, cho nên là để cho hội viên chúng ta cũng là một phân cảm. Kỷ niệm tròn 45 năm thì chúng ta đã thực hiện được một số cái nội dung như thế. Thế thì về quy chế thì năm 2022, từ năm 2022 ấy, thì ban liên lạc đã giao lại toàn bộ cái phần thu quỹ của các tổ tự thu tự chi. Đấy, cho nên là sau đợt cuối năm quyết toán trên ban liên lạc. Đấy, cho nên là đề nghị là các tổ nay mai các đồng chí nắm bắt là chúng ta thuộc tổ nào, ốm đau hay có công việc gì vui buồn báo cáo trực tiếp tổ trưởng. Tôi về tổ chức thực hiện, hội viên ốm đau thì nằm viện thì cần biết là phải báo cáo tổ trưởng phải báo cáo. Và gia đình có việc hiếu thì tổ báo tổ trưởng, rồi tổ trưởng sẽ thông báo chúng tôi sẽ đại diện đến viếng. Nếu như trường hợp nào xa đi được thì chúng tôi thông báo, nếu không đi xa được thì sẽ đến nhà để sau công việc xong thì đến nhà để thăm viếng sau. Đấy là cái thế còn các quy chế thì tí nữa thì xem là tí chúng ta họp bàn có thống nhất quy chế không. Về phương hướng hoạt động 2024 thì tiếp tục thực hiện theo quy chế mà đã được thông qua bằng văn bản.
Ban liên lạc đề nghị tổ nào có việc thăm hỏi hoạt động tình nghĩa, đề nghị hội viên bố trí tham gia đông đủ hơn, không nên chỉ tập trung vào tổ trưởng và thường trực ban liên lạc. Đấy là báo cáo chính là như thế. Thế thì còn về tài chính thì là hàng năm này sẽ thông báo. Sau đây hội nghị chúng ta thảo luận xem về cái phần quy chế có vấn đề gì không. Các vị nào có ý kiến gì khác không? Thế thì các ông chí thì nhất trí theo cái quy chế và theo văn bản đã được thông qua rồi nhá. Thì kính thưa các bác và các đồng chí đại biểu, buổi gặp mặt tình nghĩa đồng đội kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Xưởng May 7 năm và 15 năm ngày thành lập truyền thống Xưởng May 7 năm vinh dự và tự hào ôn lại truyền thống vẻ vang trong 40 năm xây dựng và trưởng thành của Xưởng May 7 tháng 5 Hải quân, 15 năm hoạt động tình nghĩa của Hội truyền thống Xưởng May đã diễn ra trong một thời gian gần gũi thân mật đoàn kết giữa các thế hệ chỉ huy thủ trưởng cục hậu cần với các thế hệ hội viên Xưởng May 15 và đơn vị Xưởng May 7 tháng 5. Thay mặt ban liên lạc, tôi xin trân trọng cảm ơn sự hiện diện của các thủ trưởng cục hậu cần qua các thời kỳ và các đại biểu, các anh chị em hội viên. Xin cảm ơn sự giúp đỡ của nhà hàng Trường Giang đã tạo điều kiện giúp đỡ để cuộc gặp mặt hôm nay thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn đội văn nghệ Ước Biển cũng đã phục vụ cho chương trình những tiết mục xuất sắc và ý nghĩa. Một lần nữa xin kính chúc tất cả các quý vị đại biểu và toàn thể hội viên mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.